nhìn thứ nghe anh chị em con lỡ có làm cho mẹ buồn mẹ chồng lại thứ ba là lại lần là sáu tuổi thôi nghe từ đây con lớn mẹ muốn đừng mẹ phối hợp cùng đội gần tay đã lên tiếng trong tiếng dạy cho gia quyến
chúng con thêm phần long trọng. Và gia đình chúng con cũng xin chân thành cảm ơn các anh chị phụ huynh phía sau, cũng như là các anh chị giữ xe phía bên ngoài trong những ngày tang lễ, cũng đã tạo hết điều kiện giúp đỡ cho gia đình. Và đặc biệt hơn hết là gia đình chúng con xin chân thành cảm ơn cơ sở mai táng đại học Tư Lợi Ba. Trong những ngày qua được sự cho phép của gia đình đã về đây làm lễ an táng cho mẹ bà, chúng con được nằm yên trong cụ áo quan, cũng như là về nơi an nghỉ cuối cùng. Dạ kính thưa quý bà con cô bác, còn mẹ con chứ tặng cái che con quá, bật mắt mẹ rồi đã tìm dần là đời các con. Bà con cô bác ơi, nghĩa tận là nghĩa tận. Trong lúc tan gia mẹ bảo chúng con bối rối, chắc là có niềm tin sơ xuất. Gia đình chúng con cũng kính mong đến tất cả quý ông bà cô bác niềm tình tha thứ rộng lượng, từ bi hỷ xã mà bỏ qua cho gia đình chúng con. Và sáng ngày mai sau khi quý bà con cô bác cùng gia đình chúng con tình thương bên thương tình làng nghĩa xóm và đưa lên tủ mẹ bà chúng con về đây ăn nghỉ cuối cùng sớm mới thiện. Một lần nữa con xin phép đại diện cho tất cả những người anh, người chị, những người con trong gia đình xin trân trọng kính mời tất cả quý ông bà cô bác nhất chút thời gian quý báu của mình trở lại gia đình chúng con một lần nữa để cùng gia đình chúng con một ly rượu, một tách trà thay cho lời cảm ơn gia đình chúng con đồng đồng bái tạ gia đình xá ba xá. Cảm ơn bà con cô bác trong những ngày qua. Còn giờ đây đứng trước bộ áo quan, con không biết nói gì hơn, con thành tâm gửi đến bà con cô bác người hai lại này. Nam mô Tây Phương Lạc Hướng Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di